Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay Vincent sẽ dẫn các bạn đến một căn nhà mới mà mình đã hỗ trợ khách hàng của mình mua. Họ vừa lấy nhà tối qua, mình có chuẩn bị cho một công ty cleaner đến dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả thơm tho. Mình có một món quà bí mật. Tí xíu nữa thì mời các bạn cùng nhau mở quà với mình với lại khách hàng nha. Thì hai cái người khách hàng của mình á là một cặp vợ chồng trẻ, young professional. Trong cái quá trình mà làm việc á thì mình rất là thích làm việc với cặp vợ chồng này, tại vì rất là dễ làm việc và hai người có một cái đứa bé rất là xinh xắn, gần 1 tuổi, bé tên là Kaylee, con nít lai tây nên rất là beautiful kid. Đó, mình rất là thích trẻ em nên mỗi một lần đi xem rồi này kia, nhiều khi mình còn ẵm em bé để cho hai vợ chồng xem nhà. Thì bây giờ mình quẹo vào, đây là khu vực mới của thành phố Fergus. Thì thành phố Fergus này cách Toronto khoảng 1 tiếng lái xe. Hai vợ chồng chọn cái khu vực này tại vì có gia đình của bên anh chồng cũng ở gần cái thành phố này. Thành phố này thì gần thành phố Elora, là một cái địa danh nổi tiếng, khá là nổi tiếng, ở tại cách Toronto 1 tiếng đồng hồ. Căn nhà này là một cái căn corner townhouse giống như semi-detached vậy. Có 3 phòng ngủ, 3 washroom và tổng diện tích hơn 1.600m², là 160m á, rất là lớn, mà với giá chỉ có 725.000 đó. Thì trong cái quá trình làm việc mình đã hỗ trợ cho giá xuống từ 750 xuống còn 725 nha. Mình cũng có giới thiệu mortgage và luật sư tư vấn bất động sản để làm giấy tờ cho cặp vợ chồng này. Thì đây là cái khu vực mới thành phố Fergus đó, tất cả những cái nhà đều rất là xinh xắn, hoàn toàn mới xây trong gần 5 năm trở lại đây. Hiện tại thì giá ở thành phố này á, thì một căn detached như vậy á, khoảng rơi vào khoảng 1 triệu đó. Còn cái căn, một số căn nhỏ hơn như vậy, nó rơi vào khoảng 900.000 nè. Còn cái căn mà của cặp vợ chồng khách của mình á, thì là một cái căn gần như là semi detached, nó là corner townhouse, nó rơi vào khoảng 700 tới 750. Đây, mình đã tới căn nhà này rồi, đây là số 17. Rất là tiếc luôn là trong lúc mà mình dọn đồ đem quà vô á, thì cái bong bóng mà gọi là to nhất mà nguyên một cái chùm bong bóng khi nãy mình mua cho khách hàng để làm bất ngờ đứa bé nhà á, có chữ luôn là welcome home, thì bong bóng này nó đã bị bể rồi, nhưng mà vẫn còn lại 6 cái nhỏ hơn, hy vọng nó ok. Thì bây giờ mình đã đến cái trước cái căn nhà rồi, mình đã chuẩn bị một số quà và bong bóng để cho cái cảm nhận đầu tiên của gia đình khách hàng này đến tới đây là một cái sự bất ngờ và rất là happy khi mà dọn vào căn nhà của mình nha. Bây giờ mình vào nhà một tí nha. Sáng nay thì mình có nói là mình đã chuẩn bị order một cái cleaning service để họ dọn dẹp cái căn nhà cho sạch sẽ nhất có thể. Thì bây giờ cleaner họ vẫn còn đang dọn dẹp. Nhưng mà có một số thứ mình muốn chia sẻ với các bạn là lần đầu tiên khi mà vào dọn nhà và lấy nhà ngày đầu tiên thì mình nên check một số thứ. Ví dụ như là tất cả như điện ở trong nhà, đồ đạc, vật dụng, appliances là phải work. Đó, thì bây giờ mình sẽ giúp khách hàng của mình đi check những cái phần đó. Một trong những cái phần rất là quan trọng là tất cả bóng đèn ở trong nhà đều sẽ phải work nha. Như mình đã nói thì một số những thứ như là máy rửa chén này kia nè, các bạn nên start và chạy nó thử một tí xíu để make sure là nó work nha. Những thứ như là fridge, tủ lạnh rồi này kia, tất cả mọi thứ bên làm đá luôn nha, cả hai bên thì check và make sure nó work. Microwave oven và cái bếp của mình thì tất cả mọi thứ nên check. Tại vì thường là trong cái thời điểm mà lấy nhà, mình sẽ có 24 giờ để check tất cả những cái thứ này. Và sau 24 giờ rồi thì thường bên bán nhà sẽ không chịu trách nhiệm với tất cả những cái món vật dụng này nữa. Mình đã dọn vào rồi, có chuyện gì hư hỏng gì thì họ sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng mà trong vòng 24 giờ đầu thì Realtor có thể đàm phán với bên kia để giải quyết những cái vấn đề này nha. Bây giờ mình đi sơ một vòng giới thiệu một số những cái thứ mà mình phải check nữa nha. Thì ngoài cái appliance khi nãy, những cái thứ mà ở trong bếp thì các bạn nên check luôn hệ thống, nãy mình có nói là đèn rồi, mình check luôn hệ thống sưởi và hệ thống điều hòa nhiệt độ nha. Ở đây thì có chỉnh điều hòa nhiệt độ nè. Đó, make sure là giống như tất cả mọi thứ nó đang run.
Mình đang chỉnh lên 70 độ. Thì sau đó mình sẽ đi xuống dưới tầng hầm để xem coi cái máy nó có chạy hay là không nha. Cùng nhau đi. Đây là tầng hầm của căn nhà này. Thì với những cái căn nhà mới xây hiện nay tại Canada thì tất cả những cái hệ thống đều rất là high efficiency, tiết kiệm điện rất là nhiều. Và đây là hệ thống máy nước nóng nè. Còn đây bên đây là hệ thống điều hòa nhiệt độ, sưởi ấm và làm lạnh ở trong nhà của mình. Thì các bạn thấy nó đang chạy luôn đó, mà tiếng động rất là nhỏ. Để sát vào để nghe thử nha. Mình lại lấy cái mic nè. Cái tiếng động nghe rất là bé luôn. Mình rất là thích những cái căn nhà mới xây như vậy, tại vì nó rất là yên ắng. Còn những cái căn nhà mà hệ thống cũ hơn á, thì cái tiếng động nó rất là lớn. Nhiều khi ngủ mà ban đêm mà nó bật lên là mình nghe rất là lớn luôn rồi. Đó, thì đó là một số những thứ mà các bạn nên tham khảo và làm trong 24 giờ đầu tiên luôn, là nên check những cái hệ thống này. Bên đây là máy giặt nè. Bên đây là máy sấy. Work. Và kiểm tra tất cả các hệ thống nước để mà xem coi nước chảy có mạnh hay là không là một. Và hai nữa, có bị rỉ gì hay là không. Đó, thì cái vấn đề nước là một cái vấn đề rất là quan trọng mà thường khi mà dọn vào, nhiều khi mình không có chú ý. Nhưng mà chỉ trong vài ngày mà mình xài nước á, là nước có thể rỉ ra và có thể giống như ăn thấm vô trong tường của mình. Nó gây hư hại cho cái căn nhà của mình. Nếu mà mình biết trước á, là nó đã có vấn đề sẵn như vậy rồi á, thì trong vòng 24 giờ mình giải quyết ngay được liền luôn. Mình yêu cầu bên phía bên bán sửa hoặc là có thể là hùng tiền với mình để mình sửa chữa cái vấn đề đó. Mình rất là yêu cái căn nhà này. Ngay cả phía sau của nó luôn á, nó có một cái sân vườn cực kỳ rộng. Và kết nối luôn với lại phía sau là một cái trang trại, nông trại. Nên sau này á, mà mình đi chơi ở khu vực ở phía sau này kia thì nó rất là thoáng luôn. Hello, hey Kelly, hey Chris. It's okay if we do a quick video, right? We're just welcoming you guys in. Hey Kelly. So you guys came here last night and checked everything already? Yeah. Okay. I went through and did a quick check, but you know, just double checking, right? Usually we have 24 hours. And if there's any issue, it has to be resolved. But otherwise, yeah. How was the move? Yeah, good. Yeah. I got something for you guys actually inside, if you guys want. Yeah. Ignore this guy. Come on in. So the cleaner did an amazing job. Oh, yeah. Smell great. Everything looks great. Clean and shiny to move in. Yeah. What happened here? Kaylee, remember me? Yeah? No? What you saw? I got something for you. I got some balloons for you. Oh, I got balloons for you. Here. This is for you. Aww. Look at this. Aww. You don't remember me. Aww. Hey, listen. I know that you like to bake. So I got you something that's related to baking. Hope you don't have the second one already, but yeah, this is for you. And then for Chris is, I know you like coffee, right? You said you got a couple of machines. Yeah. I don't know if she has made Vietnamese coffee for you before. Oh my goodness. Yeah. But this is a Vietnamese coffee set. Oh. Just to try out Vietnamese coffee, Cafe Trung Nguyen, right? Yeah, and then with condensed milk. So try it at home, she can show you how to do it. And you can drink some too. But hope you guys enjoy it. Congratulations on the home. I know it, you know, like when we first met at the beginning, I told you guys that we'll look something that you guys can really enjoy. And of course, Kaylee can enjoy growing up in. We did a lot of viewing, but at the same time, so glad that we found something that you guys really like, right? You know, when we came in, we saw it and I was like, this is the one. Mm-hmm. And it's close by to family and everything too. So yeah. It's perfect. All right, you guys want to open that again? No? No? Aww. So, more things for me.
I hope you like the color. Yeah. Oh, I love the color. It goes well with the kitchen. Yeah. Amy, pick it out, right? Yeah. Yeah. She loves that color. Awesome. Thì trong cái quá trình đi tìm nhà thì mình có chú ý là Quan, chị vợ rất là thích làm bánh và đã từng đề cập đấy, rất là nhiều cái loại bánh mà có cần cái máy trộn làm bánh mixer á các bạn. Nên mình đã quyết định là tặng cho Quan một cái KitchenAid mixer có màu sắc rất là phù hợp với tông màu bếp nhà này. Còn anh chồng Chris á, thì rất là thích uống cà phê, nhưng mà đã chia sẻ với mình đó là có nhiều máy pha ở nhà rồi. Nên mình đã quyết định tặng cho anh Chris một bộ phin cà phê Việt Nam đó, có luôn sữa và cà phê Trung Nguyên trong đó, để anh ấy có thể thưởng thức thêm hương vị cà phê Việt Nam của mình nha. Cái căn nhà này mà sau vườn buổi sáng ngồi uống ly cà phê thì nói thiệt luôn là cực kỳ tuyệt vời. Hope you guys like it and enjoy yeah, it. Oh, thank you. Awesome. Thank you very much. Also got champagne. No, you, it's you. Yeah. Hey. Thì Chris và Gwen rất là hài lòng với cái căn nhà này. Thì trong khi mà đi xem cái căn nhà này lần đầu á, họ rất là thích luôn. Vì sẽ được sống với lại gần gia đình mình. Đây là một trong những cái tiêu chí mà cặp vợ chồng này đã đề ra khi mà bắt đầu đi tìm nhà, là muốn ở gần được với gia đình trong một cái chu vi cũng bán kính và gần đó thôi. Đó. Thì cả hai cũng đắn đo so sánh một số những cái khu vực khác nó thuận tiện hơn trong việc đi lại hoặc là cũng như là làm việc rồi này kia. Nhưng là cuối cùng thì đã chọn là gần gia đình. Đó. Chị của Chris cũng sống ở trong cái khu vực này rất là gần luôn. Có thằng cháu nó hay chạy sang chơi. Còn mẹ thì cũng ở gần cách đó khoảng chừng như là 15 phút thôi. Thì cuối tuần đó là bà thường sẽ sang chơi với cháu nếu mà mua ở trong cái khu vực này. Thì cuối cùng hai vợ chồng là thực sự rất là happy khi chọn được một căn nhà mà gần với lại đại gia đình để Kaylee là đứa con có thể lớn lên trong vòng tay yêu thương của đại gia đình. Lúc đi xem nhà thì chủ trước có nuôi thú cưng và nhà thì hơi bừa bộn tí xíu, bếp cũng nó thiệt thì lúc vô nó hơi dơ, nhưng mà căn nhà này nói chung rất là vừa ý với Chris and Wen. Thì khi mà mình thấy như vậy thì mình có ngỏ ý là sẽ hỗ trợ đặt dịch vụ cleaner đến dọn dẹp thật sạch sẽ cho hai người trước khi mà hai người dọn vào. Và bên dịch vụ nói thật thì họ dọn dẹp cũng rất là kỹ, nhà thơm tho. Làm cho cả hai rất là vui khi mà bước chân vào khi mà lấy nhà. So thank you very much, Vincent. You went above and beyond to help us find our dream home. Yeah. Being first-time home buyers, we really weren't sure of what we needed to do, and you helped us every step of the way, all the whole process. So thank you very much. We highly recommend Vincent. For first-time home buyer. He will help you find like a lawyer and even the mortgage specialist is really helpful with his recommendation. So we highly recommend you to contact him to get your first dream home. Thank you, Vincent. Thank you. Mình thật sự rất là cảm ơn cả hai đã chọn mình làm đại diện cố vấn trong cái quá trình tìm nhà, và thực sự rất là cảm ơn khi đã tin tưởng mình trong cái lúc đàm phán và làm hồ sơ nữa. Cả hai là nói thật là khách hàng tuyệt vời. Mình rất là vui khi mà đã tìm được cho cả hai một cái căn nhà như ý và đáp ứng được nhu cầu cho cả hai. Thì mình hy vọng là với cái căn nhà này nó sẽ đem tới thật nhiều ký ức mà hạnh phúc cho cái gia đình nhỏ của bố hai bạn trong những cái năm tháng tới. Chúc mừng hai bạn và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Để YouTube có thể share video với nhiều người hơn nữa thì các bạn giúp mình bấm nhấn nút like và subscribe nha, để theo dõi thêm nhiều video từ channel Make Wealth Real Estate. Cảm ơn tất cả các bạn.